Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến trên nó mình. Hello, thì hôm nay mình... Trời ơi, ai chạy chút nhanh nè, mình lấy làm skin này. Để quay lấy lọc skin nữa. Ơi, thật là... Bị... Điên quá. Hôm nay mình sẽ chơi cô nha anh em, thì đợi mình đã skin đã. Để mình đúng rồi, mình lấy skin nha. Em mình làm ra chơi thì lấy skin nó đó là nó là người khác có rồi. Hôm nay mình chưa bắt cua, bây giờ sẽ chơi map bắt cua nha anh em. Trên biết là mình cũng hơi khá bình thường nên mà làm bình thường bắt cua, không có giỏi bắt cua lắm. Lấy rồi. Again rồi. Ok, mà không có lấy gì luôn nha. Chơi luôn. Chơi gã nè. Nữa. Rồi, hơn nữa. Hơi lắc mà vẫn chết. Easy game mà. Mình đổ tầm thường thôi. Mình tầm thường là bắt cua thôi. Rồi, gò đó. Nên để cho mình chỉnh trời sáng. Đợi chút nha anh em ơi. Rồi, không được rồi, chơi luôn. Đi làm phí quá đi. Ngủ đi một chút. Sorry anh em nha. Oh no, cái này phải còn blue chip ball. Mình còn cái cánh cửa. Không, dễ chết nữa. Trừ mèo hộp nãy giờ chưa qua nữa là
thấy cái cục nào đó. No, why? Mà khó quá. Xin lỗi anh em nha. Thì mấy bữa nay mình bị bệnh. No, no, biết gì, cái bò đó đi. Lần cuối luôn. Không qua được là kết thúc video luôn. Phải không chích bo được. TB lại TB 13561 11144 TB 1135 quên nữa rồi 61 4144. Phải cần làm gì không? Buồn quá đi anh em ơi. Từ nãy giờ không qua được luôn là biết mình chơi khá gà bắt cua đó. Anh em thấy mình chơi gà không? Đập dương quá. Ăn quá. Anh em cảm ơn nó luôn. Đây có rồi. Cái ngọt kia cương. Nó cho mình một cây cung. À, luôn chip bò ở đây đó.
Bà có anh em ơi. Thôi đến đây được rồi. Khó quá. Nếu bạn thích series của mình thì nhớ like và subscribe nha. Còn bây giờ thì bye bye.